Rồi như vậy thầy sẽ demo lại cái phần truyền tham số, và mình sẽ kiểm thử cái đăng nhập. Như vậy ở chỗ này nè, nếu mà sau này các bạn kiểm thử là đăng nhập thành công hay không thì đây là một cái phương thức thực tế luôn các bạn, chứ chứ không phải đùa. Tại vì sao? Alo. Alo. Ví dụ các bạn sẽ đăng nhập với mình đang kiểm tra duy nhất một user U1 và password 123 là đúng. Nhưng giả sử sau này mình sẽ kiểm tra là U1 password 123 là đúng, U2 password 456 là đúng, admin 1 password 123 A cộng là đúng, ví dụ như vậy. Thì cái giá trị đầu vào của mình đó, nó không chỉ là đơn giản là U1, U2, mà nó có thể kèm theo cái giá trị đúng là thế nào, chứ không phải là true nữa. Như vậy tùy cái kịch bản test của mình là gì. Còn mình ở đây, mình chỉ có test một user duy nhất. Như vậy thì cái hình ảnh này nè, U1, U2, true, thì thực chất là trong kiểm thử cơ bản các bạn đã từng làm rồi. Đây là trong kiểm thử cơ bản các bạn đã từng làm rồi. Đây, kiểm tra login. Đây là user bỏ trống password. User bỏ trống. Rồi user ABC, user, user, user. Như vậy 1, 2, 3, 4, 5. Cái test value. Đây là kiểm thử cơ bản mình đã thiết kế rồi nè. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là, đối với đây là bạn kiểm thử bằng manual thì bạn ghi như vậy là được. Cái bạn tester sẽ nhìn vô đây gõ ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn nếu như kiểm thử automation test thì các bạn đừng nên ghi như vậy. Các bạn sẽ thiết kế ra chỗ này cái dữ liệu test của chúng ta, các bạn sẽ có một cái cột username, bạn tách username một bên, cái cột password bạn tách password một bên. Thì lúc mà các bạn đọc vào cho nó nhanh chứ không có gì, mình khỏi phải xử lý chuỗi. Chứ còn nếu mà bạn để chữ username, chữ password là bạn phải đọc ra, xong rồi bạn phải tách ra thành hai dòng, rồi bạn phải tách ra, bóc tách ra để nó lấy được cái username password thì nó lâu. Và nếu mà chương trình của các bạn mà chạy nhiều record, nhiều dòng á, thì nó xử lý cái đó phí. Trong khi là mình đường nào thì cái file Excel này mình cũng gõ bằng tay. Thì mình gõ trước hai cột riêng đi. Đấy. Như vậy thì trong quá trình mà đi làm, nếu như các bạn là test lead, các bạn thiết kế đồ xong hết rồi và các bạn yêu cầu một người là tạo ra cái file Excel này cho các bạn, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để cái người test automation người ta làm cho nó nhanh, đọc dữ liệu cho nó nhanh. Rồi, như vậy thì trong buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn viết lại cái mà các bạn đã làm từ kiểm thử cơ bản là cái này. Lúc nãy chúng ta đã đọc được dữ liệu từ file Excel rồi, thì các bạn thử tạo ra một cái bảng giống như thế này, nó có test case, nó có test defect luôn, để tí nữa khi mà chúng ta có những cái test case fail á, các bạn sẽ đẩy ra đây giúp thầy trên cái file này luôn. Như vậy thì tối mở file này cho nó chạy, sáng ra là đã có được cái sheet này rồi, để gửi báo cáo thôi. Thứ nhất là mình sẽ viết một cái hàm login là gì. Như vậy cái class này là do cái bạn dev viết login 2, tại vì lúc login hồi nãy thầy làm rồi. Chỗ này thầy có một cái phương thức public colon check login. Check cái gì?
check username. Phải password. Và thế nào là đúng? Quan trọng là thế nào là đúng nha. Mình dân kiểm thử thì mình đừng có nói đúng, đúng sai. Mà mình xem chữ thế nào vô. Đó, ví dụ như là 1 cộng 1 bằng 1 là đúng nếu trả về kết quả là false. Như vậy thế nào là đúng, chứ không có cái khái niệm là đúng sai nhé. Nhưng mà có khái niệm thế nào là đúng. Dân kiểm thử nói chuyện khó chịu lắm. Return. Return cái gì? Nếu trong trường hợp mà username so sánh với U1, mình đang kiểm thử giá trị là, nếu mà user là U1 và password chấm equal với 123, sau này bạn có thể đưa cái giá trị mà U1 123 này vào đây luôn để mình kiểm thử cho từng cái giá trị kỳ vọng trả về, chứ không phải là kiểm tra U1 123 thôi. Vậy thì mình đưa vô đây user kỳ vọng và password kỳ vọng luôn. Đó, như vậy mình đọc từ file Excel vô luôn. Hoặc là bạn sẽ trả ra cái gì đó tùy các bạn. Rồi, cái phần model của bạn dev viết xong rồi đó. Bây giờ qua đến bạn test nè, nhiệm vụ của mình nè. Mình sẽ viết một cái class là login 2 test. Hồi nãy mình test login rồi, bây giờ mình login 2 ha. Mình đặt cái class là login 2, mình muốn đặt cái gì cũng được nha. Login 2 test. Trong cái login 2 này thì chúng ta sẽ test, chúng ta run with parameter. Thì trong cái class của các bạn, cái này là người ta đang xài cho cái là phép cộng, còn thầy đang xài cho cái khác. Thì chỗ này chúng ta sẽ run with annotation, run with mở ngoặc parameter chấm class. Nó đã import cho mình rồi ha. Cái tiếp theo là trong class này chúng ta sẽ có những cái gì cần khai báo. Tại sao chúng ta có first name, second và giá trị kỳ vọng? Lý do trong bài này bạn đang kiểm tra phép cộng. Bạn muốn có giá trị đầu vào là A, giá trị đầu vào là B và giá trị đầu ra là tổng. Thì mình khai báo là first, second và accept result. Còn ở trong này, đối với lại bài của mình muốn kiểm tra cái gì? Mình muốn kiểm tra là login. Mình muốn kiểm tra login. Có username và password thì chỗ này chúng ta sẽ khai báo là private string username, private string password. Và một cái nữa, giá trị kỳ vọng của bên bài mẫu là kiểu in, còn giá trị kỳ vọng bên bài này của mình là kiểu boolean. Và giá trị kỳ vọng của mình. Và mình sẽ khai báo một cái class login 2. Login 2. Đó là mình chuẩn bị
Cái tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái hàm khởi tạo. Bạn sẽ insert cái constructor vào. Click chuột phải, chọn sort. Và chúng ta sẽ rin cái constructor với có giá trị. Còn nếu mà bạn muốn tạo một cái constructor mà không có các field này nè, thì các bạn có thể gõ ở đây cho nó nhanh. Ví dụ mình tạo cái constructor chỗ này mà không có các cái field ha. Control space. Thấy không? Thấy nó chèn constructor không? Không có field. Còn mình đang cần là mình chèn cái constructor có field cho nó nhanh. Thì các bạn sẽ vô sort. Các bạn chèn cái constructor có field. Và mình chỉ lấy 3 giá trị đầu thôi. Mình không lấy cái thằng login 2. Gen nó ra. Cái tiếp nữa mình đưa cái tham số. Đưa cái tham số vào. Như vậy thì các bạn sẽ đưa cái tham số vào bằng cách. Đây. Parameter. Và bạn đưa cái tham số vào. Và mình sẽ sử dụng cái lớp là collection để mình chứa đựng cái giá trị. Và cái giá trị của cái collection này thì mình có thể chứa được một cái array list. Array at list, không phải array list. Nó là array, cái lớp của chúng ta là array. Và chèn vào một cái list. Chèn vào array cũng được, chèn vào list cũng được. Thầy chú ý cái chỗ này giúp thầy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thêm một cái annotation nữa. Annotation của chúng ta là parameter. Chấm. Chấm chấm. Param đâu rồi? Parameter annotation. Không phải. Parameter. IZED chấm parameter. Và chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái public static collection ha. Input là gì? Đây chỗ này. Public collection. Như vậy thì khi mà các bạn collection thì lúc này mình viết mới cho nên nó chưa có import nha. Các bạn sẽ chọn collection control space để nó import vào. Cái collection của mình chúng ta sẽ chưa có khai báo cái kiểu ở đây. Mình để là input. Vậy input của mình sẽ được trả về cái gì? Return một cái array. Array có s chấm at list. Cái list này của bạn thì các bạn sẽ thêm vô đây. Nó sẽ có những giá trị gì? Bạn muốn kiểm tra cái gì thì bạn đưa vô đây. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra là username là U1, password 123 và kết quả trả về true. At least, chỗ này của mình còn thiếu nữa. Trong cái at least của mình sẽ new một cái object. Cái object của mình nó sẽ có một cái mảng hai chiều. Một cái mảng hai chiều. Object của mình sẽ là một cái mảng hai chiều.
Rồi, ok. Đó, password của mình và user của mình. Như vậy mình new một cái object, nó sẽ là một cái mảng hai chiều. Rồi trong trường hợp U1 password trống, thì trong trường hợp này là đúng hay sai? Sai. Mình đang cố tình kiểm tra phone. Và nếu như trường hợp mà user trống password 123 cũng sai luôn. Rồi trong trường hợp user trống password trống cũng sai luôn. Hoặc là bạn thử với một user khác. Ví dụ user là U2 password 123 cũng sai luôn. Như vậy trong những trường hợp này là những trường hợp sẽ sai. User đúng, password sai. User không có, password đúng. User không có, password không có. User sai, password đúng. Đều sai hết. Đó là tham số mình truyền vào. Bây giờ mình sẽ đi kiểm nè. Test. Test. Như vậy mình sẽ có một cái phương thức. Public void test login. Vậy mình sẽ test cái gì? Control space để cho nó chèn cái này vào. Test cái gì? Mình đang lưu cái giá trị trả về này. À, mình sẽ có là full length bằng, mình sẽ ở chỗ này mình muốn test, thì chỗ này lúc nãy mình có khai báo cái thằng login 2 rồi nè. Nhưng mà login 2 là chưa được khởi tạo. Cho nên xuống đây mình sẽ lấy cái thằng login 2 ra bằng new login 2 để cho nó khởi tạo cái lớp này ra. Và ở cái resource này mình sẽ lấy thằng login 2 chấm check login username. Username là cái này, password là cái này, được chưa? Password là cái này. Như vậy đối với user đó, đối với bat đó, nó kiểm tra ra đúng hay sai. Đúng hay sai là do gì? Sao nó đúng hay sai? Đúng hay sai là do thằng bên này. Nếu mình đưa vào U1 và password là 123 thì nó trả ra là đúng. Còn lại thì nó trả ra là sai. Thì do cái thằng bên này. Rồi tiếp. Và bây giờ mới kiểm thử nè. Nãy giờ chưa kiểm. Bây giờ mình sẽ kiểm thử với cái gì? Thứ nhất là giá trị kỳ vọng của mình. Đây. Đây là giá trị kỳ vọng. Giá trị thực tế. Đây. Thực tế mình kiểm nó ra cái gì? Được chưa? Giá trị thực tế mình kiểm nó ra cái gì? Chạy. Mình kiểm tra tổng cộng 5 test case. Và ở trong này tất cả test case đều bad. Bởi vì user mình đang kiểm tra U1 password 123 đúng. Được chưa? Đó là mình đang kiểm tra bad. Như vậy thì ở chỗ này, thay vì là các bạn sẽ gán trực tiếp cái array chỗ này, thì chỗ này các bạn sẽ viết code đọc
dữ liệu từ file Excel vào đây. Đọc dữ liệu tiếp cây từ file Excel vào đây. Và bạn sẽ viết tiếp một cái đoạn code để làm gì? Bạn viết tiếp một cái đoạn code để test run. Không, test run để mình lấy được cái file ra. Login 2 test run. Login 2 test run. Thì đối với lại cái test run này, chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Ví dụ như ở đây, các bạn sẽ có hàm main. Có khai báo cái restore này là unit core để run cái gì? Bạn muốn run cái class nào thì bạn chỉ định cho nó để nó run. Và mình dùng cái failure để mình lấy cái tích kỳ nào mà fail ra. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái hàm main. Và trong hàm main này thì chúng ta sẽ dùng đến cái gunit chấm run class. Run class nào? Mình muốn run class nào? Mình sẽ run cái class là login 2 test chấm class. Mình sẽ chạy cái này. Đây nè, login 2 test nè, mình mới chạy xong nè. Và trong cái quá trình này thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ có rất là nhiều cái bị fail, có thể là như vậy. Thì mình sẽ dùng cái failure này, mình sẽ chạy trong cái resolve.get failure. Mình chỉ lấy ra những cái trường hợp bị fail thôi. Và trường hợp bị fail thì mình làm gì? Bạn có thể xuất nó ra. Fail chấm toString. Còn nhiệm vụ của chúng ta ở đây, các bạn sẽ xuất các fail này ra file Excel. Ở trong cái test defect á, bạn sẽ xuất cái nội dung này ra. Và cuối cùng chúng ta xem thử là có thành công không? Tất cả các test của chúng ta có thành công không? Thì chúng ta sẽ in cái failure.worst fail result chứ. Result.thành công hay không? Cái này nó để khẳng định cho chúng ta là tất cả test case đều bad. Hay có một test case nào đó fail. Nó giống như là một cái warning. Giống một cái warning. Chạy. True. Không có gì để bàn. Không có đứa nào fail hết. Xong rồi. Được chưa? Tại vì chỗ này mình chỉ có collect cái phần nào fail thôi. Còn mấy thằng mà không fail thì nếu như mình không có dòng này, nếu mình không có dòng này, chạy. Nó kỳ kỳ. Ủa, chạy xong chưa? Chạy xong rồi. Mà mình không biết. Được chưa? Nếu như trong trường hợp mà có fail, thì mình biết là rõ ràng là nó cảnh báo. Còn nếu mà đúng hết thì nó chẳng cảnh báo, cho nên không tốt tí nào, đúng không? Nếu mà đúng hết mà không có cảnh báo thì không tốt, cho nên mình phải dùng cái dòng lệnh này để mình xuất ra. À, có đúng thì cũng báo cho tôi một tiếng. Đó, ý là như vậy thôi. Đó, đúng thì báo tôi một tiếng, sai thì báo tôi một tiếng. Chứ im lặng nó kỳ quá.
Được chưa? Kết hợp phải xe vào. Ừ. Bữa sau em về quê có gì em cho em xin luôn. Vậy hả? Mấy